Sáng mùng 5 tháng 9, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hơn 20 bát rượu học sinh mầm non và phổ thông trên cả nước, hơn 2,000 rượu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, học sinh trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội cũng nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học trước, lễ khai giảng tại trường được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thầy và trò ngậm ngùi gặp gỡ qua màn hình máy tính, trao gửi lời chúc qua sóng điện thoại. Chính những khó khăn mà toàn ngành giáo dục trải qua sau năm học 2021 đến 2022 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 đã khiến lễ khai giảng hôm nay rất được đón chờ, với ước mong một khởi đầu thuận lợi cho năm học đầy thử thách trước mắt. Năm học này, khi dịch bệnh thuyên giảm, cả nước định hình một tâm thế mới, trở lại trạng thái bình thường mới, buổi lễ khai giảng được học sinh mong đợi hơn bao giờ hết. Lễ khai giảng tại trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi với hoạt động đón học sinh đầu cấp cùng những hoạt động chụp ảnh lưu niệm, giao lưu, làm quen với các bạn học sinh. Trong khi đó, bạn Nguyễn Ý Tường Vi, lớp 7V1, nói rằng đêm qua đã hồi hộp đến mất ngủ để chờ đợi giây phút này. Ngày hôm nay, lần đầu tiên con được đến khai giảng trực tiếp tại trường. Con cảm thấy rất là vui, phấn khởi. Sáng hôm nay con đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhất. Có một cái niềm vui từ tối hôm qua rồi, thế nên là tối qua con đã không ngủ được. Năm ngoái là do tình hình dịch bệnh COVID-19, thế nên là không được đến trường. Năm nay thì con đã được đến trường để khai giảng trực tiếp, thì con cảm thấy vui hơn rất là nhiều và rất là háo hức để được gặp thầy cô bạn bè. Trong năm học này thì con sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích học sinh xuất sắc và đem lại nhiều thành tích cho nhà trường. Trong năm học trước do ảnh hưởng của dịch COVID nên là em không được đến trường để khai giảng trực tiếp. Vì vậy ngày hôm nay tưng bừng và hân hoan của ngày khai giảng đón em bước vào thì em cảm thấy rất là em thấy mình thật là may mắn khi được học tập dưới mái trường này. Em sẽ cố chăm chỉ học tập để xứng đáng làm học sinh của trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn giàu truyền thống hiếu học. Bọn con là bọn con đã mất 2 năm khai giảng online mạng nên là bọn con thể nói chuyện và trực tiếp với nhau. Hôm nay được gặp các bạn, được khai giảng trực tiếp ở trường, được chụp ảnh và hơn hết là được lên trên bục giảng của trường để nhận giải học sinh giỏi thì con cảm thấy rất tự hào và vui vẻ. Với vai trò là học sinh cuối cấp của cấp 2 thì con cũng có rất nhiều mục tiêu và hoài bão với tương lai của mình. Ngoài ra thì con cũng đã đặt kế hoạch để thực hiện trong chương trình học tập của mình. Hòa chung niềm hân hoan của ngày khai trường, cô Đào Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn chia sẻ. Cũng đúng ngày này, cách đây một năm, nhà trường chúng tôi đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến. Lúc đó, thầy và trò nhà trường chỉ có một mong mỏi duy nhất, đó là có thể trở lại học tập trực tiếp tại mái trường thân yêu của mình. Và năm nay, lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức trực tiếp tại sân trường. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của các con giữa sân trường tràn đầy ánh nắng và sắc cờ hoa. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học và tiếp tục lộ trình xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Ngay lúc này đây, sau khi lễ khai giảng kết thúc, các thầy cô giáo của chúng tôi đã lên lớp cùng với các con học sinh thực hiện một tiết chuyên đề đầu tiên của năm học, đó là phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt, cử chỉ đẹp. Và chúng tôi rất mong mỏi rằng nhà trường sẽ đào tạo những thế hệ học trò không những giỏi về kiến thức mà còn là những học trò thanh lịch, văn minh, mang đậm dấu ấn của người Hà Nội. Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những đứa bé còn hương trên bò cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyến bao tâm hồn. Tiếng trống trường báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn với bao khát vọng của người học trò. Tiếng trống trường cũng là nhịp đập trái tim của thầy cô, của cha mẹ, dẫn bước các con trên hành trình trưởng thành vươn tầm.
trong trường áo nước bồi hồi, phải chăng chính là tình nhắc nhở có thể đảng anh